đi lại trong nhà hay là đi bộ tập thể dục mà bỗng nhiên chân bị đau phải dừng lại một chút rồi sau đó mới đi tiếp thì quý vị hãy cảnh giác. Đặc biệt là quý vị nào mà hay hút thuốc lá, có thể là quý vị đã mắc một hội chứng bệnh tên là tắc động mạch chi, một chứng bệnh đang dần phổ biến nhưng mà không phải ai cũng biết. Người thanh niên này năm nay mới 24 tuổi, độ tuổi sung mãn nhất của lao động. Thế nhưng số phận thật trớ trêu, bàn chân phải của anh buộc phải cắt bỏ một phần. Mình phát hiện đi đau cách đây khoảng hơn một năm. Thì mình cũng đi làm bình thường vậy đó. Rồi xong rồi mình đi cảm giác mình cái hai gốc chuối mình đi gần 100-200 mét là hai cái cơ đây này, nó cứng lại. Nó với cái đầu gối mình rất là đau. Nhưng mình phải ngồi xuống mình ngồi xuống cỡ 5-10 phút gì đó xong mình tiếp tục mình đi được. Qua siêu âm chúng tôi đánh giá được là bệnh nhân bị tắc hoàn toàn cái động mạch đùi chỗ này, bàn chân. Mình tôi chụp cái phim CT có bơm thuốc cản quang thì thấy bệnh nhân bị tắc gần như hoàn toàn từ động mạch đùi đùi nông này xuống đến vùng cản chân. Nguyên nhân theo bác sĩ Đức chủ yếu là bệnh nhân này hút thuốc lá quá nhiều, chất độc từ khói thuốc sẽ gây viêm và kích thích co thắt mạch máu, chủ yếu là các mạch máu nhỏ ở xa như đầu chi. Lúc đầu chỉ đau nhất đầu chi nhưng dần dần sẽ tím tái các đầu ngón và đưa đến hoại tử, loét không lành. Ở Việt Nam mình thì đa số đến trễ trong giai đoạn là đã có dấu hiệu hoại tử. Cho dù đã có can thiệp rồi thì vẫn phải cắt ngón hoặc là phải đoạn chi. Tôi đã gặp những trường hợp phải đoạn cả hai chân và hai tay. Trên bệnh nhân hút thuốc lá, bệnh tắc động mạch mãn tính mà không điều trị kịp thời. Ngoài người trẻ hút thuốc nhiều, người già lớn tuổi bị xơ vữa động mạch, mỡ máu, tiểu đường cũng rất thường xuyên gặp phải bệnh lý này. Khi gặp phải những triệu chứng này, người bệnh phải đến ngay bệnh viện để khám, kịp thời phát hiện. Đặc biệt các bác sĩ khuyên nên có chế độ dinh dưỡng phù hợp, hạn chế tối đa hoặc không hút thuốc lá và có những chế độ khám bệnh, tầm soát định kỳ để phòng tránh. Tại Quỹ Tín dụng Nhân dân thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, một vụ điện giật khiến một nam bảo vệ chết tại chỗ. Nạn nhân là anh Lê Thành Tấn, 24 tuổi, ngụ tại địa phương. Anh Tấn bị điện giật khi đục tường chỗ cửa cuốn, đề phòng khi cúp điện có thể đưa tay vào trong kéo cửa cuốn của tầng hầm lên. Bước đầu xác định, dây xích của cửa cuốn bị nhiễm điện. Chiếc xe container chạy trên cầu Thanh Trì theo hướng về Long Biên, Hà Nội đã bất ngờ lao qua dải phân cách sang làn dành cho xe máy ở sát mép cầu. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định xe container đâm vào 3 xe máy, một người bị rơi xuống sông, 3 người bị thương. Đến 20h15, lực lượng chức năng tìm thấy người mất tích ở ngay khu vực ven sông. Tuy nhiên, người này đã tử vong. Công an huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Hoàng, 26 tuổi, để điều tra về hành vi cưỡng hiếp người dưới 16 tuổi. Sau khi nhậu xong, Hoàng đến một quán internet để chơi, thì thấy một cháu trai 12 tuổi đang chơi game một mình. Hoàng dụ cháu vào sân vận động trung tâm thị trấn, rồi cởi quần áo của cháu. Cháu trai bỏ chạy thì bị Hoàng đuổi theo đánh, sau đó thực hiện hành vi đồi bại. Hoàng từng có một tiền sự về hành vi cướp tài sản và một tiền án về tội trộm cắp tài sản. Thưa quý vị, phút cảnh báo hôm nay thì chúng tôi muốn đề cập đến với quý vị là một chiêu thức trộm cắp mới của các kẻ gian. Đó là trong thời gian vừa qua thì tại một số trường học đã xảy ra cái trường hợp là kẻ gian giả vờ xin vào trường để liên hệ công tác, sau đó là lợi dụng sơ hở của các giáo viên nhằm có thể là trộm cắp tài sản. Mặc dù là cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc và truy bắt được kẻ gian, nhưng mà không vì thế các trường lại chủ quan trong việc để người lạ vào trường. Sau đây là ghi nhận của phóng viên tại tỉnh Quảng Ngãi. Vừa qua, trong lúc giáo viên ở trường tiểu học Sơn Hà số 2, xã Sơn Hà, huyện Sơn Hà, chuẩn bị công tác giảng dạy năm học mới, phát hiện tại phòng làm việc của bà Nguyễn Thị Hóa, phó hiệu trưởng, bị kẻ gian đột nhập lấy trộm một laptop. Hai người thì đi vô là trước khi vô là họ đi vòng quanh có nghĩa là đi y như là đi liên hệ công việc ha. Xong rồi đối tượng nó đi lên Lào. Sau đó qua đến phòng thứ hai thì trống. Thì trên bàn là có một cái máy tính xách tay của cô Nguyễn Thị Hóa để đó. Xong rồi thì đối tượng nó lái và được đi xuống bình thường thôi. Cùng thời gian này, trên địa bàn huyện Sơn Hà xảy ra một số vụ kẻ gian trà trộn vào trường học trộm tài sản cũng với thủ đoạn như trên. Các vụ đột nhập vào trường học để lấy cắp tài sản gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Công an huyện Sơn Hà khẩn trương lập chuyên án và sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ để xác định đối tượng. Công an huyện Sơn Hà đã phát hiện, bắt giữ Nguyễn Văn Tuấn, 27 tuổi, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, đang lẫn trốn tại phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi. Vé vào trường, lợi dụng sơ hở không có người ở phòng này thực hiện hành vi trộm cắp.
Khi lấy được xong thì đã lấy xe chạy quay về chứ con ngã thì. Bước vào năm học mới, các trường học cần tăng cường theo dõi, kịp thời phát hiện người lạ có ý đồ xấu vào trong trường, hết sức cảnh giác để không bị mất tài sản do đạo tặc thực hiện các chiêu trò lừa đảo.